chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm mà Bi mua online, và Bi cũng muốn nói về những cái chất liệu của nó như thế nào khi mà mình nhận được. Khi mà mình coi ở trên mạng, ở trong hình thì nó rất là đẹp, và không biết là cái chất liệu của nó khi mà mình cầm trên tay nó như thế nào. Dĩ nhiên là cũng là một cái gì đó mạo hiểm khi mà mình mua online. Hôm nay thì những cái đồ đó nó vừa mới về tới thôi, và Bi cũng muốn chia sẻ với các bạn coi là cái chất liệu của nó ra sao và cái giá cả của nó như thế nào. Và cái trang web mà Bi chia sẻ tất cả những sản phẩm của ngày hôm nay đó là cái website Zafu. Bi sẽ để tất cả những đường link của những sản phẩm mà Bi chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay ở phần bên dưới phần description box, thì các bạn hãy mở cái phần đó ra coi nhé. Thì Bi sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những gì mà Bi biết trong cái video ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay vào cái món thứ nhất nhé. Những cái đồ mà Bi chọn thì có giày, có dép và có quần áo, rồi cả dây chuyền nữa. Thì bây giờ đầu tiên thì Bi sẽ chia sẻ với các bạn cái hộp này trước nha. Đây là chắc chắn là hộp giày hay dép gì trong đó rồi. Nhưng mà Bi mở cái bao bì ra thì Bi thấy cái hộp nó móp méo như vậy. Nhưng mà đối với Bi thì nó không có vấn đề gì cả, miễn sao là cái đồ ở bên trong nó còn nguyên vẹn là ok rồi. Còn những cái hộp ngoài thì Bi không có quan tâm đến. Thì đây là cái đôi dép mà Bi chọn, nó có cái đế khá là cao. Trước giờ thì Bi rất là ít mang những cái đế dép cao như thế này, cho nên là khi mà thấy thì Bi cũng muốn thử. Wow, thì cái đôi dép này nó đựng ở trong cái túi vải này, và cái số mà Bi order là số 36, bởi vì ở bên Mỹ thì Bi mang số 5, còn ở Việt Nam thì Bi không biết là giữa 35 hay 36 thì Bi order 36. Với đôi dép này thì nó có đế khá là cao dành cho những người mà lùn như Bi. Khi mà Bi thấy cái dép này thì Bi cảm thấy rất là thích. Trước giờ thì mình chưa có mang cái dép nào mà cao như vậy. Khi mà Bi thấy cái dép này rồi là Bi muốn order thử xem sao, thì nó rất là vừa chân, và nhìn ở bên ngoài thì nó cũng không khác gì mấy so với cái hình, cho nên là Bi rất là hài lòng với cái dép này. Và ở đây thì nó có chữ Happy Rainbow. Cái chất lượng của nó thì cũng khá là ok, không có gì mà phải phàn nàn cả, cho nên là Bi rất là thích. Và đây là món đầu tiên. Cái món thứ hai thì cũng là dép. Thì khi mà họ ship thì họ ship nguyên một cái box như thế này để mà bảo vệ cái đôi dép ở bên trong. Thì Bi cảm thấy là họ cũng có cái tâm khi mà nghĩ cho người khách của mình như thế nào. Đôi dép nó được bỏ ở trong một cái bao như thế này. Đây là dạng dép mà không có cao, nhưng mà nó bít đầu và cái đầu nó thì nó nhọn. Và đây là cái đôi thứ hai mà Bi chọn được ở đó. Và cái size của nó là size 36. Đây là cái hình dáng của cái đôi dép. Nó không có khác gì với cái hình dáng mà ở trên mạng, bởi vì trước kia thì khi mà Bi order về rất là thất vọng, bởi vì nó khác hoàn toàn và cái chất lượng của nó không có được như thế này đâu. Cho nên là Bi muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì Bi khá là tin tưởng với cái website này. Thì đối với những đồ ở trên đây thì khá là rẻ. Bi nghĩ là các bạn cũng có thể so sánh cái website này với Forever 21, bởi vì những cái món đồ của họ bán rất là đẹp, rất là thời trang, kiểu như K-pop này nọ, cái giá nó cực kỳ rẻ luôn, cho nên là Bi chọn rất là nhiều món. Thì đây là cái đôi dép thứ hai mà Bi rất là thích luôn. Cái đế thì nó không có cao nhưng mà đi khá là dễ dàng. Và Bi muốn nói thêm là khi mà các bạn chọn những cái dép hay là giày nào mà nó có da đó, đặc biệt là nó khi mà ship về thì khi mà các bạn mở ra thì nó có mùi da khá là nồng, cho nên là Bi nghĩ là trước khi mà các bạn mang thì các bạn nên đem ra phơi nắng, hay là các bạn có thể bỏ trà, cái bịch trà ở trong dép của mình á, để nó không có bị nghe mùi da nữa. Chỉ có cái đó thôi là Bi không thích thôi. Và hình như là Bi chọn tới tận 3 đôi lận. Thì đây là cái đôi dép cuối cùng mà Bi chọn, hy vọng là cuối cùng. Đây là cái đôi dép cuối cùng và nhìn nó rất là dễ thương. Nó có màu vàng nữa, nhưng mà cái màu vàng đó hơi bị nổi, cho nên là Bi chọn màu này thôi. Và khi mà mang thì rất là thoải mái, Bi rất là thích luôn. Các bạn nhìn coi nó có dễ thương không, thì cái đế của nó cũng dẹp lép. Bi rất là thích mang những cái đế như thế này. Thế là Bi đã xong phần dép rồi, thì Bi sẽ đi qua phần quần áo. Và bộ đồ đầu tiên mà Bi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái đồ như thế này. Nhìn khá là dễ thương, nó đi với cái quần ở dưới này. Đây là cái quần, mặc rất là thoải mái.
Các bạn thấy ở dưới đây nó xòe không, như là một cái đầm vậy, nhưng mà thật ra nó là quần. Và Bi đã có mặt trong một cái video nhuộm tóc bằng màu thực phẩm của Bi á. Nếu mà các bạn chưa xem thì Bi cũng sẽ để link ở bên dưới cho các bạn xem cái video đó nha. Khi mà mặc cái đồ này rồi, Bi cảm thấy mình rất là nữ tính. Nó như là một cái yếm mặc khá là thoải mái. Thì Bi rất là thích những cái đồ mà nó rộng như thế này, nhưng mà nó lại làm nổi bật lên cái phần nữ tính của mình thì rất là thích luôn. Ở dưới đằng sau này thì chỉ cục dây bình thường thôi, nó không có hở lưng nha các bạn. Mặc rất là kín đáo nhưng mà khá là dễ thương luôn. Thì Bi rất là thích cái bộ này. Mặc những cái gì mà nó liền chung một bộ như thế này thì mình không cần phải tốn thời gian mà suy nghĩ là mình phải nên mặc cái gì á. Và cái áo thứ hai là cái áo mà Bi đang mặc đây. Các bạn cũng đã thấy thì ở đây thì nó có sợi dây, nó sẽ giữ lại cái phần này, nó không có bị tuột xuống như này. Cho nên là khi mặc cái này thì Bi cảm thấy rất là thoải mái, không có vấn đề cả. Thì nó có hai bên dây như thế này. Cái chiếc vải khá là mát và nó không có bị bó đó. Nó rất là rộng rãi, thoải mái, cho nên là Bi cũng khá là thích với cái áo này. Và cái món kế tiếp là một cái quần như thế này. Bi khá là thích cái quần này luôn và Bi mặc khá là thường luôn. Thì đây là một cái quần nó giãn, nó không phải quần bó sát, cho nên là Bi mặc khá là thoải mái. Tiếp theo thì cũng là một cái quần, và đây là một cái quần dài thì họ bỏ trong cái bao như thế này. Khi mà Bi nhìn thì Bi rất là thích cái kiểu của nó, bởi vì nó có hai cái dây kéo hai bên như thế này, nhìn nó rất là thời trang, rất là fashion, cho nên là Bi đã chọn. Ở trên đây thì nó bằng thun, cái vải của nó giống như là kaki vậy, nhưng mà nó có cái độ giãn của nó đó, cho nên là khi mặc thì Bi nghĩ là cũng rất là thoải mái, cho nên là Bi đã chọn cái quần này. Bởi vì bây giờ thì Bi lại không thích mặc những cái quần jean á, bởi vì Bi cảm thấy rất là khó chịu khi mà mặc quần jean mà nó bó sát. Cho nên là Bi lúc nào Bi cũng tìm những cái quần mà nó có thể giãn được, mình ngồi đứng lên ngồi xuống hay là đi thì cũng rất là thoải mái. Tiếp theo là một cái nón bằng da. Hồi trước khi mà Bi đi shopping á thì Bi có thấy cái nón bằng da như thế này, nhưng mà nó có cái lỗ tai trên đây thì Bi định mua, nhưng mà Bi đã suy nghĩ lại bởi vì giá của nó cũng hơi cao. Thì khi mà Bi thấy cái nón này nó có ở trên cái web đó thì Bi đã order ngay, bởi vì cái giá của nó rẻ hơn nhiều. Và cái này thì nó bằng da, nhìn nó khá là ngầu luôn. Ở dưới đây thì các bạn có thể chỉnh cái kích cỡ của nó. Wow, nó không có gì để mà mình chê cả. Cái da của nó cũng khá là chất lượng, cho nên là Bi rất là thích. Và bây giờ thì Bi sẽ đổi nón thường xuyên hơn. Tiếp theo là một cái cặp khá là dễ thương. Bi rất là thích cái cặp này, nhìn khá là cá tính. Mở ra bên trong thì nó khá là rộng để mà mình chứa đồ. Còn cái da bên ngoài thì khỏi phải chê, nó rất là chất lượng. Cái da của nó khá là đẹp. Và Bi đã kiểm tra rồi, nó không có bị khuyết điểm. Ở dưới đây thì nó có hai cái khóa này rất là đẹp. Và cái dây của nó khá là chắc chắn. Bi rất là sợ khi mà order về thì cái dây của nó nhìn nó kiểu như là không có chắc chắn á. Mình mang mình cũng sợ nó bị rách á. Nhưng mà đây, cái da của nó thì nó cũng bằng da luôn. Cho nên là Bi khá là thích với cái cặp này. Và cuối cùng là hai sợi chuyền mà đeo sát cổ như thế này. Đây là cái dây đầu tiên. Thì ở chính giữa nó có một cái khoen bự như thế này. Nó có hai cái dây ở dưới đây thì Bi khá là thích. Và cái dây tiếp theo cũng là cái món cuối cùng mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Đó là cái dây như thế này. Nó có hai sợi. Khi mà các bạn đeo thì nó sẽ như thế này. Một cái dây thì nó sẽ ôm sát cổ, còn một cái dây này thì nó sẽ lồng thòng ở bên dưới. Thì Bi khá là thích với cái sợi dây này. Và thế là Bi đã chia sẻ xong tất cả những món đồ mà Bi order được ở trên website Zaful. Nếu như các bạn hứng thú với những món đồ mà Bi vừa mới chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay thì các bạn có thể mở phần description box ra. Bi sẽ để tất cả những đường link của những sản phẩm mà Bi chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay ở phần dưới đó, cho nên là các bạn nhớ check nha. Với chất lượng của nó thì Bi cũng đã nói với các bạn rồi là Bi khá là hài lòng với chất lượng của nó, bởi vì khi mà về đây thì khi mà mở ra thì Bi khá là thích. Và không có cái gì để mà Bi chê cả. Chỉ có cái là những cái đôi dép mà bằng da đó thì Bi chỉ nghe mùi da thôi. Cái còn lại thì Bi khá là ok. Đối với cái cặp này tuy là nó bằng da nhưng mà nó không có nghe mùi, cho nên là Bi cũng rất là vui. Khi mà đeo mà nghe mùi thì chắc chắn là Bi sẽ chê ngay liền, nhưng mà thêm sao là nó không có nghe mùi. Và Bi sẽ ngừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.
외로운 눈물로 미소 짓고 있어.